Xin chào các bạn, hello everybody. This is White Salmon. They have red there. White Salmon. À, đây là cá thiên nhiên này các bạn, cá hồi thiên nhiên. Đó, mình thì không có thích cá nuôi, mình ăn cá hồi thiên nhiên. Oh my God, you smack about everything, man. Hey, Nick, man. Someone feel it. Nướng nó xong khói
có sông khói mà mình mua cái loại mà smoke liquid như là nước khói đó các bạn. Mình ướp nó rồi mình sẽ nướng nó khoảng đâu 20-30 phút vậy đó, rồi tụi mình mới để trong tủ lạnh nó khoảng chừng ít nhất là phải nửa ngày nữa mình mới ăn. Thì thịt đó, nó sẽ tơ ra mỡ thớ thịt nó trở lại smoked salmon. Cách này là mình học của thằng bạn mình á, giờ nó là giáo viên dạy cấp 2 bên Vancouver. Cái này không được đẹp bằng cái cây vừa rồi, nhưng mà cái này mình để mình chiên ăn. Hậu chiên tối nay nè. Ok, this one là salt and pepper. Hậu chiên như này. Mình chọn nhỏ một con nữa rồi được rồi. Also the pepper, spread out everywhere. How fried up or how barbecue is it? Pepper. Salt and pepper. Oh, too much. This one. So. Okay. Now pepper. Okay. What was that? Yeah, a little bit. Yeah, so. Yeah. Okay, okay, pepper now. Fillet, no boneless now. Stay home. Well, not too anywhere. 3 months. Oh, that's okay. Not bad. Okay. Too much now. Yeah, too much now. Now, be quiet now. Well, yeah. Okay. Thank you.
lý của nó. Mình khúc nhỏ bài bà xã khúc bự. Slide xong cho hai miếng chanh lên slide về thiên á, cắt mỏng sắp mỏng hai miếng chanh cái để lên đây khi nào mình nướng hay là mình chiên á thì bà xã là với công vụ của mình là chỉ róc xương ra cho bà xã thôi, sắc thịt mình là chuyên môn là sắc thịt với róc xương cá bà xã làm hết. Ok cho dù quay đắp là đi tay không được. Ok, one bake. Ok, you want. Let's go. Yeah, ok. Bye. I'll see you later. See you later. Xin mời các bạn ăn cơm chiều với tụi mình. Đây là xong rồi các bạn. Nướng cá rồi nè, đó ăn lượng bạc, ăn lượng bạc thôi, ăn đậm bạc. Isn't that funny, eh? Mm-hmm. You have to buy tickets to buy food. No, we go to ticket for to go to market. You not use a ticket for the market? Right. Why? It's stupid. Yeah, that's a Monday, Tuesday, ngày chẳng ngày lẻ. Can't go. Mm-hmm. Strange. Over here, lockdown, but not really. No, it stopped you, ain't it? No. But, I still go shopping. Mm-hmm. The people, them in Vietnam, they have to stop. Mm-hmm. Over here, we don't have the food to stand there for. No. Ain't it? Đây là các bạn. Lock down. Người ta tự lý. Ta tự lý hết. Dân một tí người ta cao, có trình độ người ta cũng cao nữa. Nên ví dụ như nước mới ra lockdown á, là nghĩa là mọi người ở trong nhà chỉ đi ra ngoài đường khi nào cần thiết, là đi chợ, mời một người đi chợ trong nhà, cử người nào đó thì ra tổ chồng đó đi hết hai người, là ba người, bốn người. Từ mình chăm chú họ cao, nó họ tuân thủ theo cái có quy định, chính phủ đề ra, Việt Nam mình đó, thấy lót
đau mà thấy đi chạy tung 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 không biết chạy đi làm gì thế, không gì hết. Ở đây thì người ta không có rào cản cái gì đó, cảnh sát cũng có nữa. Mà khi nào có chuyện mà coi chúng ta có chuyện cần mà coi ra tới cùng tích tắc luôn. Việt Nam mình làm việc phải rào cản rồi, để người dân người ta có ý thức mới là như vậy đó. Thì làm như là cấm cản sự tự do được đi lại của họ đó. Ở đây không biết nói à, đi chơi mà đi trong tỉnh thôi, chứ thấy sao mà phải ngồi trong đi du lịch, ngồi trong tỉnh thành của mình thôi. Sao tên Lemon? Núi Chân, Chân núi ở nhà làm Chân núi ở nhà làm Chân núi Chân núi làm ở nhà. Ừ. Nói cho nên á, tại sao Nhân Bản người ta khác Việt Nam này. Cho nên là ở đây lóc đào và mấy nước bắt rồi ta làm người ta được hàng trăm những người bị thương ấy thì chúng tôi vẫn bị mất. Những người bị mất quê nhà thì mới được 2 nhà. Những người về hưu á, tiền hưu nó cứ đẩy vô đều đều mỗi tháng, đẩy vô thẳng nhà bạn.